Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm điện tử quốc tế NAPCON 2022 Việt Nam. Triển lãm năm nay có sự góp mặt của các đơn vị triển lãm đến từ hơn 20 quốc gia cùng với gần 300 thương hiệu công nghệ, máy móc, thiết bị trong lĩnh vực điện tử. Xuyên suốt những ngày diễn ra triển lãm sẽ là các hoạt động giao thương hướng đến doanh nghiệp nội địa và quốc tế như chuỗi hội thảo tư vấn chuyên đề, các khóa đào tạo có cấp chứng nhận, cuộc thi hàn tay điện tử IPC, đặc biệt là chương trình hỗ trợ tư vấn kinh doanh hoàn toàn miễn phí trực thuộc dự án Cộng đồng Sáng kiến Doanh nghiệp. Sự kiện diễn ra đến hết ngày 16 tháng 9.